Công việc của mình hàng ngày á, là phải đi di chuyển rất là nhiều chỗ, đi thử xe mô tô rồi thử xe hơi, đi khắp nơi luôn. Một tháng có khi mình di chuyển tới hàng ngàn km là chuyện rất là bình thường. Thậm chí có tháng là mình bay đi khắp nơi, sau đó là lái xe đi khắp nơi. Thì với cái nhu cầu di chuyển liên tục như vậy thì mình sẽ cần một cái xe có thể đáp ứng được cho mình trong công việc. Đi khắp nơi được mà cảm thấy thoải mái, không bị mệt mỏi, cũng như là có thể tận hưởng cuộc sống ở trên xe một cách dễ dàng. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu với bạn một chiếc xe mình cảm thấy rất hạnh phúc với nó, đó là chiếc D-Car Limousine President. Chiếc xe này thì thật sự nó là chiếc Hyundai Solati, và sau khi được D-Car họ độ lại thì nó có thể cá nhân hóa theo từng cá tính khách hàng, mà có thể trang bị bất kỳ cái tính năng nào tùy theo khách hàng mong muốn, tùy theo khách hàng thì có người này người kia. Ví dụ như vợ mình ấy, thì thật sự là cô ấy rất là thích đèn đuốc rồi màu mè hoa lá hẹ đủ các màu, thì mình chọn cái xe này và yêu cầu D-Car họ trang bị cho cái xe mình đầy đủ đèn ambient light. Trời sao trên trần rất là đẹp. Ngoài ra thì bên hông cũng có đèn ambient light và có những chi tiết dạ lên nè. Bên phía bên này chúng ta sẽ thấy có một cái cửa gió máy lạnh, và mình là một người rất là ghét nóng, cho nên là mình chọn cách làm đó là càng nhiều cửa gió máy lạnh càng tốt, và mỗi chỗ đều có cửa gió máy lạnh. Ngoài ra thì do là mình cũng thường xuyên phải ngủ trên xe, cho nên là mình chọn một phong cách đó là chỉ cần nhấn nút. Xe có thể biến thành một cái giường ngủ ngay lập tức cho mình. Mình là một người rất là lười biếng, tại vì công việc của mình nó cũng nhiều, cho nên là đôi khi việc lái xe đi ngoài đường cũng không cảm thấy thoải mái. Và sau một khoảng thời gian sử dụng thì mình nhận ra rằng mình cần một người tài xế chở mình đi trên một chiếc xe mà mình cảm thấy là có thể thành một cái căn nhà di động, có thể nghỉ ngơi, có thể tận hưởng cái thời gian trên xe mà không cảm thấy mệt mỏi. Thông thường thì khoảng thời gian ngồi trên xe là khoảng thời gian chết, là khoảng thời gian mà không ai muốn cả. Vậy thì không tại sao chúng ta không biến khoảng thời gian đó thành một khoảng thời gian thú vị bằng cách đó là tận hưởng một chiếc xe được cá nhân hóa, được làm theo sở thích của mình. Ví dụ như ngày hôm qua mình mới sử dụng cái xe này để đi lên một cái sự kiện của KTM Việt Nam, và sử dụng nó là một cái xe hậu cần, là cái nơi để mình nghỉ ngơi sau cái giờ làm việc căng thẳng. Tại vì cái chương trình đó thì cắm trại và sẽ cần phải tắm rửa này kia bên ngoài, cũng như là phải có chỗ ngủ, thì mình đã quyết định là dùng chiếc xe này làm cái nơi hậu cần của riêng mình. Ngoài ra thì bên cái ghế này cũng tương tự như cái ghế mình mới vừa ngồi, vừa có chức năng massage nữa nha. Chúng ta chỉ cần nhấn cái nút giữa này là ngay lập tức nó sẽ bơm ghế lên, nó massage, thì massage vào cái vùng đây, cái khu vực này mình hay bị mỏi nhất, nó sẽ massage vào trong cái khu vực thắt lưng. Đó, các bạn thấy không? Nó hơi xoa bóp cái khu vực thắt lưng tí xíu. Thì đôi khi chúng ta đi đường xa hoặc là mới đi làm về thì chúng ta sẽ cần phải massage cái thắt lưng một chút xíu để cho nó nhẹ lại. Mình là một người làm về mạng xã hội, làm về YouTube, cho nên là mình sẽ cần một cái chỗ sạc điện thoại, bởi điện thoại của mình lúc nào cũng trong tình trạng đầy pin. Và mình quyết định trang bị ở chỗ này một cái sạc không dây để cho trong tầm tay của mình. Thường thì họ sẽ trang bị sạc không dây nằm đâu đó, và mình không thích điều đó. Mình thích sạc không dây nó phải nằm ngay tay của mình để mình có thể lấy điện thoại bất kỳ lúc nào. Ngoài ra thì bên tay phải của mình là một cái bàn ăn, và mình sẽ nhấn nút này để mở cái bàn ăn lên. Cái bàn này ngoài nhiệm vụ làm cái bàn ăn thì nó còn là một cái bàn để cho mình có thể làm việc được. Mình có thể để trên đây một cái laptop của mình và làm việc với nó. Đây là cái nhu cầu rất cần thiết của những người làm những công việc mà cần tới laptop, công việc văn phòng. Và mỗi buổi sáng của mình thường bắt đầu bằng ly cà phê, cho nên là bên chỗ tay của mình phải có ly cà phê ngay vị trí tay của mình luôn. Và ở đây chúng ta cũng thấy là mình trang bị thêm đó là một cái máy thử mùi, lọc không khí, thử ion. Tại vì không khí của Việt Nam mình rất là ô nhiễm,
Cho nên là mình quyết định là trang bị thêm những cái thiết bị này để giúp cho không khí trong xe lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho. Còn bên dưới này là mình trang bị một cái quầy bar mini. Thường thì mình không phải là cái người thích uống rượu đâu, nhưng mà cái chỗ này thì dùng để tiếp khách. Đôi khi có những lần ngồi trên xe cùng với một vài vị khách thì mình sẽ dùng những cái ly trên này để mình có thể tiếp khách được. Nhưng mà mình chỉ để cái chỗ vậy thôi, nhưng mà không có rượu đâu mọi người. Bên dưới này là cái hộp để có thể gắm nguồn sạc cho cái laptop của mình. Điện 220 luôn ha mọi người. Còn bên trong này là cái chỗ mình có thể để những cái tư trang, những cái gì mà mình cần sử dụng. Ở trong đây mình có để cục sạc điện thoại của mình, cũng như là một đôi dép để đi trên xe. Đôi dép này thì mình sẽ dùng để cho khách. Nhưng mà cuối cùng thì mình nhận ra đó là thường thì chủ mới kỹ xe, chứ còn khách thì thôi, họ cho họ mang giày lên kỳ lắm. Và đặc biệt mình có trang bị ở đây thêm một cái két sắt nữa. Thì cái két sắt này có nhiệm vụ là đựng những cái vật tương đối quý giá của mình trong cái điều kiện sử dụng. Mình sẽ có ở đây hai cái đồng hồ mình thường sử dụng. Thường thì mình sẽ đeo một cái smartwatch để coi giờ cũng như là coi thông báo cuộc gọi đến. Nhưng mà đôi khi cần phải đi những cái hoạt động sport bên ngoài thì mình sẽ đeo cái t-shirt này. Còn nếu như mà cái gì đó cần sự sang trọng tí xíu thì mình sẽ đeo cái Ferragamo này. Thì cái này thì rất là bình thường thôi, cũng không có nhiều tiền lắm đâu. Và tinh tế hơn nữa là một cái hộc để đồ ngay đây để mình đựng sách. Mặc dù là mình không phải là một người thích đọc sách đâu, nhưng mà mình cứ đựng đi cho cảm giác là nó hơi có ăn có học tí xíu. Và bên này thì là một cái chỗ để mình để cái Leica của mình. Rất là thích xài cái Leica, mặc dù là mình chụp rất là xấu, nhưng mà mình vẫn có chỗ để đựng cái Leica. Thông thường thì chúng ta muốn điều khiển cái gì thì chúng ta phải ra tìm cái nút để bấm. Nhưng mà trên Leica thì họ có một ứng dụng riêng gọi là Leica President. Thì ứng dụng này được kết nối với cái Samsung Galaxy Tab để mà có thể điều khiển toàn bộ hệ thống trên xe. Ví dụ như mình có thể ngồi đây và điều chỉnh cái rèm bên này để cho nó đi lên tùy theo cái mức mình mong muốn. Dừng lại ha, rồi lên tiếp này. Rồi cái rèm bên này cũng vậy luôn. Hoặc là có thể tắt đèn, mở đèn, đèn bầu trời sao tắt, mở đèn dạ tắt, mở đèn dạ hai tắt, mở. Cái đèn dạ hai này là cái đèn ambient light ở mấy cái rìa này cũng như trên ghế. Rồi hoặc là chúng ta có thể nói chuyện với tài xế bằng cách đó là bấm mở cái tivi lên. Này có thể bấm cái nút giữa này để cho tất cả các rèm cùng đi lên luôn, hoặc bấm lại cái nút rèm cửa này để tất cả các rèm cùng đi xuống luôn. Và một điểm đặc biệt trên chiếc Leica Limousine phiên bản President này đó là hai cái ghế mà ngồi ngược lại với mình, cái ghế mà vị trí của các bạn đang nhìn mình á, có thể ngồi được thoải mái, chứ không phải như những chiếc xe khác mà khi mà lên ngồi sẽ bị thẳng lưng. Chiếc xe này đã được trang bị một cái bộ ghế có thể nghiêng một góc khoảng chừng 30 độ để cho chúng ta ngồi thoải mái hơn. Mình sẽ cho các bạn xem. Và một điểm quan trọng nữa đó là những chiếc xe của Leica họ đều đã được Ford chứng nhận là nhà độ xe đạt tiêu chuẩn Authorized của Ford. Vì những cái ghế của xe Leica đều có trang bị seatbelt và đã được kiểm nghiệm tại Ấn Độ bởi Ford về tính năng an toàn và khả năng giữ được hành khách trong xe khi có tai nạn xảy ra. Tại sao mình chọn Leica là vì như vậy. Rất là nhiều chỗ đổ xe limousine, nhưng mà riêng Leica cho mình cảm giác yên tâm. Bởi vì những chi tiết của họ độ vào chuẩn chỉ và sử dụng bền bỉ sau nhiều năm. Và ở hàng ghế này thì mình có thể điều chỉnh cho nó thành một cái giường để mình có thể nghỉ ngơi trong những hành trình xa. Đó, các bạn sẽ thấy là
nó đang ngửa ra thành cái giường rồi đó. Hết sức thoải mái, mặc dù không được thẳng chân cho lắm nhưng mà giờ đủ rồi. Nếu mà nằm nghiêng thì nó sẽ thẳng chân. Wow. Và đôi khi mình không phải là có tài xế lái mà mình chính là tài xế chở cả gia đình mình đi. Cho nên là mình cũng quyết định chọn cho chiếc xe của mình một cái bộ da ghế y như bên trong luôn, để không có sự khác biệt giữa tài xế hay là người chủ xe. Chửi, cái tay ghế này có thể điều chỉnh lên xuống bằng cách vặn vặn giống chiếc Range Rover. Và chiếc xe này là sử dụng hộp số sàn 6 cấp. Hyundai Solati thì các bạn cứ yên tâm về chất lượng. Solati sau một khoảng thời gian bán tại Việt Nam thì bây giờ bán rất chạy luôn, bởi vì họ chứng minh được chất lượng của chiếc xe của mình. Bạn có thể tới Dikra nằm ở đường Trần Hưng Đạo, quận Nhất để chọn cho mình riêng một bộ da may riêng cho xe của bạn. Ví dụ như mình thích màu xanh thì mình chọn da màu xanh. Mình thích màu da bò thì có thể chọn màu da bò. Và tất cả đều là da thật. Da thật sẽ cho chúng ta cái trải nghiệm cảm nhận khi sờ vào nó đã, nó mịn hơn là da nhân tạo. Và điều đó sẽ khiến cho chúng ta sử dụng xe cảm thấy thoải mái hơn. Làn da chúng ta khi chạm vào da thật cũng cảm thấy sướng hơn.